Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị chương trình tổng kết kinh tế tài chính của tiến sĩ Tạ Cư Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Tuần này thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số đi lên mặc dù không đáng kể. Dow Jones tăng cộng 0.26%, Nasdaq tăng cộng 0.12% và S&P 500 tăng cộng 0.17%. Riêng ngày thứ Sáu 30 tháng 9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 1.46%, Hong Kong Hang Seng giảm trừ 1.86%, Shanghai Composite tăng cộng 0.21%, London FTSE 100 tăng cộng 1.35% và DAX của Đức đã tăng cộng 0.70%. Giá dầu thô lên mức $48.05 một barrel, giá xăng lên mức 2.216 một gallon như đã dự đoán trước đây. Giá xăng đi lên một phần là do hậu quả của sự vỡ ống dẫn dầu phía ngoài thành phố Birmingham, Alabama hôm 9 tháng 9 2016 vừa rồi của công ty Colonial Pipeline chạy từ Houston, Texas tới New York. Giá dầu thô đi lên 5% là do phản ứng trước tin cho biết hôm thứ Tư vừa rồi tại Angie. Các nước xuất cảng dầu tại Trung Đông thuộc tổ chức OPEC đã thỏa thuận cắt giảm mức sản xuất dầu. Quỹ dự trữ liên bang đã bị chỉ trích là đã bị ảnh hưởng chính trị trong thời gian qua, nhưng trên thực tế, cơ quan này đã mang khá nhiều lợi tức cho dân Mỹ. Năm 2015, Quỹ dự trữ liên bang đã đem về con số kỷ lục cho ngân khố Mỹ là 117 tỷ Mỹ Kim. Số tiền lớn này đã được dùng để trang trải cho nhiều công tác, từ xây cất xa lộ đến quân sự và phiếu thực phẩm, food stamp cho người có lợi tức thấp. Trong thập niên vừa qua, Quỹ dự trữ liên bang đã đem về cho Bộ Ngân khố gần 700 tỷ đô la với phí tổn điều hành chỉ khoảng 4 tỷ mỗi năm. Kinh tế Mỹ trong năm nay đã bị chậm chạp vì dân Mỹ đã giảm bớt mức tiêu thụ. Một phần là vì dân chúng thiếu tin tưởng vào tính bền của kinh tế nên trở về thế thủ để giữ tiền phòng khi gặp khó khăn. Trong gần 8 năm qua, kinh tế Mỹ chưa bao giờ có tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product đạt tới mức 3%, nên vì thế mà kinh tế vẫn trong tình trạng phục hồi và phát triển eo ụt, chậm chạp và bất định. Cũng chính vì vậy mà Mỹ không đạt được mức độ lạm phát cần thiết ở khoảng 2% để kinh tế có thể phát triển mạnh. Tháng 8 2016, Mỹ có tỷ số lạm phát chỉ ở mức 0.09%, trong khi tháng 8 2015 là 1.49%, và trong 12 tháng vừa qua, tỷ số lạm phát chỉ ở mức 1.06%. Kinh tế thế giới. Trước năm 2014, phần lớn các nước xuất cảng dầu trên thế giới có ngân sách quốc gia được đặt căn bản trên $100 một barrel. Các nước trong đó có cả Hoa Kỳ và Canada ồ ạt thi nhau sản xuất dầu càng ngày càng thêm thặng dư trên thị trường. Từ tháng 7 năm 2014, giá dầu bắt đầu đi xuống mức khoảng $70 một barrel, do đó các nước này có ngân sách quốc gia bị thâm thủng nặng. Qua năm 2016, các nước xuất cảng dầu thuộc khối OPEC điều chỉnh ngân sách trên căn bản $50 một barrel, nhưng từ đầu năm 2016 tới nay, giá dầu thô chưa bao giờ lên trên $50 một barrel, thậm chí giá dầu còn tụt xuống $26 một barrel trong tháng 2 năm 2016 vừa rồi. Thế nên các quốc gia này không còn chịu đựng được nữa, đặc biệt là các nước như Nga, Iran, Saudi Arabia. Nga hiện có tình trạng kinh tế kiệt quệ, đang bị khủng hoảng. Iran đang thiếu ngân sách để cạnh tranh kỹ thuật khai thác dầu. Saudi Arabia đã gần cạn quỹ dự trữ, ngân sách bị thâm thủng đến nỗi hôm thứ Tư, chính phủ đưa ra sắc lệnh cắt giảm 20% lương và quyền lợi của giới bộ trưởng và 15% của hội đồng cố vấn. Chính vì vậy mà thứ Tư vừa rồi, khối OPEC đã họp tại Angie quyết định cắt giảm số lượng dầu sản xuất từ 33.4 triệu barrel xuống còn 32.5 triệu barrel mỗi ngày, nhằm mục đích đem giá dầu đi lên. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị.
cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Phóng sự Cộng đồng, phóng sự buổi tiệc cảm tạ và chia tay của ông Đoàn Hữu Định và Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia tại nhà hàng Harvest Moon, Fortress, Virginia ngày 25 tháng 9, 2016 do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Phường của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày Chủ nhật 25 tháng 9 2016. Bích Phượng đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon để tham dự buổi tiệc cảm tạ và chia tay của ông Đoàn Hữu Định và Ban chấp hành Cộng đồng 4 năm phục vụ Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, DC, Maryland và Virginia. Chỉ để có lời cảm tạ, cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi, hợp tác của tôi. Sau 4 năm phục vụ cộng đồng nhiệm kỳ 2012 đến 25 tháng 9, 2016, có sự hiện diện của bà cảnh sát trưởng quận hạt Fairfax, Stacy Kincaid, một nhóm đại diện cho các hội đoàn Asians và hội Asian for Community Support, cùng với các vị công sự viên và gần 300 đồng hương thân hữu, bạn hữu đã đến tham dự. Ông Đoàn Hữu Định đã từng là một công chức phục vụ tại Bộ Tư pháp, và nay đã nghỉ hưu với 20 năm làm việc cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Trước khi được đắc cử vào trách vụ với cộng đồng 2012 và 2014, ông là chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Trong thời gian 4 năm qua, ông đã thực hiện được rất nhiều công tác chính trị, văn hóa, xã hội. Trong những cuộc biểu tình trước Tòa đại sứ Việt Nam, diễn hành ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vòng, ông cũng là một nhịp cầu kết nối giữa những người thế hệ đi trước và thế hệ trẻ sau này. Điển hình như là anh Lý Bảo, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ngoại vụ và liên kết với nhà Việt Nam trong 2 năm vừa qua để tham dự lễ diễn hành ngày lễ độc lập rất thành công và kết hợp với những khuôn mặt trẻ trung của các đoàn thể của sinh viên Việt, các trường đại học trong vùng, Novau, DC, Tinh Hoa Nước Việt, Quần Nhân Mỹ Gốc Việt, vào sinh hoạt chung và đảm nhận các trách vụ chính yếu trong hội đồng chấp hành của cộng đồng và còn rất nhiều thành quả trong những lĩnh vực phục vụ khác của ông Định cùng với các bạn hữu và các cộng sự viên của ông. Điều đó đã tạo cho cộng đồng chúng ta một tiếng nói vững mạnh và đồng thời có thể phục vụ đồng hương hữu hiệu hơn cũng như góp phần cho tự do dân chủ ở quê nhà. Ông Đoàn Hữu Định và các cộng sự viên của ông đã cùng chia sẻ khát vọng chung của đồng hương để cho thế hệ trẻ phụ giúp, thay thế thành phần thế hệ đi trước trong lĩnh vực phục vụ cộng đồng. Tôi rất là vui mừng ngày hôm nay được bàn giao lại cái trách nhiệm Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Washington DC, Maryland, Virginia cho cái người kế nhiệm, đó là ông Đinh Hùng Cường. Trong khi bàn giao thì cái niềm hãnh diện nhất của tôi có thể đó là dùng được cái châm ngôn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Cuộc bàn giao đã được diễn ra dưới lá cờ Việt Nam, cho thấy là tổ quốc chúng ta vẫn còn đó. Kế tiếp nữa, tôi có nói về cái vấn đề lá cờ Mỹ, thì đó là một cái nước mà chúng ta đang dung thân tới, mà chúng ta xây dựng những cái sinh hoạt cộng đồng chúng ta, để cho thấy rằng là cái danh dự của chúng ta, của người Việt Nam qua đây không phải là chạy trốn, mà nó là chúng ta vẫn còn tiếp tục sinh hoạt. Để làm gì? Cái trách nhiệm của chúng ta là gì? Đối với đất nước của chúng ta, Linh Mục Lý bị bắt, được thả ra. Nhưng mà ở tại đây, VOCMF đã tặng cho Linh Mục Lý một cái huy chương về tự do mà cộng đồng hiện đang giữ. Thì cái trách nhiệm của cộng đồng kế tiếp đó là phải trao ra lại cái đó cho Linh Mục Lý. Thì cuối cùng có thể đó là chúng ta thấy rằng cái danh dự của chúng ta là gì nữa? Là phải hội cho nước Mỹ này thấy. Trong khi mà người lính Mỹ qua đánh giặc ở Việt Nam đó, chúng ta không có bỏ chạy, chúng ta vẫn làm cái nhiệm vụ chúng ta vẫn đấu tranh, chúng ta vẫn chiến đấu. Trong cái sự chiến đấu đó, chúng ta đã tạo được một cái tam quyền cho đất nước chúng ta và đã xây dựng được những cái thành phố, những cái hậu phương của chúng ta trở thành chẳng hạn như Sài Gòn là một hòn ngọc Biển Đông, thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đã hết sức và hết mình lo cho đất nước, bảo vệ đất nước và tạo cho đất nước được một sự phát triển. Ngày hôm nay bàn giao, tôi đã nói là được cái châm ngôn đó là tổ quốc trên nhiều trách nhiệm. Tôi rất là vui mừng và mong rằng tất cả những người quân nhân, những người mà thế hệ sau này phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ
cũng nhìn thấy được cái đó và tiếp tục làm sao cho đất nước chúng ta sớm không còn bóng cộng sản nữa, và ở hải ngoại này chúng ta làm sao làm được những cái gì mà thế hệ trẻ đã lo, tiếp tay với thế hệ tới. Mình cảm nhận sự được thân tâm và sự sáng tạo ý tưởng của anh Đoàn Hữu Định, thành ra mình nhiệt tình ủng hộ cho ảnh trong 4 năm qua. Bích Phượng tường trình từ tiệc cảm tạ và chia tay của ông Đoàn Hữu Định 2016 Fortress Virginia. KSKMY tinh chất tinh khiết từ đậu nành và nho được sản xuất tại Ý. Lopra tinh chất hoa sen và sâm ngàn năm với dòng nước suối không bị ô nhiễm được sản xuất tại Pháp và Ý. Sunra Beauty được chế xuất từ các dược thảo quý thiên nhiên được sản xuất tại Nhật và Đại Hàn. Label Cream được bào chế bởi khoa học da với các thành phần mới lạ. Lớp dậy mất cấp, nhận mất cấp cho cô dâu dạ tiệc. Facial waxing, sâm thêu, full điêu khắc 3D, eyelash extension. Đặc biệt với kỹ thuật mới của Miracle sẽ giúp cho quý vị trẻ lại vui tươi, yêu đời. Tin nóng, Warehouse Super Sale, mỗi năm chỉ một lần. Teletron mở tung kho hàng đại hạ giá đến 80% off, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10. Sony 48 inch, 448 đồng. SBR 4K 65 inch, siêu mỏng 1.298 đồng. Tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, giá rẻ vô địch. Nồi thủy tinh của Pháp, chảo Korea, nồi cơm điện Japan 15% off. Kềm nghĩa cao cấp OMI, đặc chế từ Stainless Steel Japan. Tinh xảo, bền bỉ, giúp làm nhanh, thu lợi nhiều. Giá đặc biệt cho thợ nail, chỉ có tại Teletron. Inada Mecochain làm tại Nhật, tặng quà 600 đồng, trả góp dài hạn không tiền lời. Nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Maniflex Italy, bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off, tặng TV, Lobo Karaoke, máy rung tăng mở giảm cân, heo máy sauna bớt đến 2.000 đồng, tặng quà giá trị. Shampoo dược thảo Hàn Quốc chống rụng tóc 60% off. Warehouse Super Sale đại hạ giá từ 10 đến 80% off, mỗi năm chỉ một lần, xin đừng bỏ qua. Teletron 877-892-6999. Kính mời quý đồng hương đón xem chương trình phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm về chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama sau hai nhiệm kỳ. Chương trình do Võ Thành Nhân thực hiện và được phát hình vào chiều thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu tuần này. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, hiện nay Teletron Washington DC đang cần tuyển nhân viên bán hàng, sales consultant, trẻ trung hoặc bác có thể làm việc full time hoặc part time, lương hậu, cộng thêm commission và các quyền lợi bảo hiểm. Xin đến điền đơn trực tiếp tại Teletron Washington DC trong khu Eden Center, điện thoại 703-237-8999, 703-237-8999. Kính mời quý vị đón xem. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SPTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.